Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua ứng dụng Autofood được thực hiện tại website mylab.vn. Mình tên là Trí Công Bình. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn gì các bạn? Chúng ta đã xử lý nghiệp vụ mà chúng ta đăng ký thành công một nhân viên rồi. Đúng không các bạn? Thì đăng ký dĩ nhiên là phải có đăng nhập rồi, đúng không? Thì đó là lý do bài ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái form đăng nhập như thế này. Cho ứng dụng chúng ta. Thì ở đây các bạn nhìn vào, các bạn thấy là trước khi làm thì chúng ta cần có gì đã bạn? Phân tích xem chúng ta sẽ sử dụng những cái gì? Những cái kiến thức nào để chúng ta làm cái phần đăng nhập này. Thì bạn thấy là gì đây? Nó canh giữa, đúng không? Và từ trên xuống dưới, các bạn nhớ canh giữa từ trên xuống dưới, canh giữa từ trên xuống dưới là gì đây? Để có thể canh giữa mà đẹp như vậy á, chúng ta sử dụng là radio layout, đúng không? Và để cho nó có thể là sẽ xếp từ trên xuống dưới như thế này, mình sẽ xài là xài gì? Đúng rồi, linear layout. Cái kia là radio layout, hiện này là linear layout. Và các bạn lưu ý nè, mục đích làm cái là gì đây? Khi mà lần đầu tiên mà người dùng mở chạy cái app này á, mình muốn á, cái này là mục đích của mình thôi. Khi mà người dùng vừa download app này về ha, thì là lần đầu tiên chạy vào sẽ là đăng ký. Khi đăng ký xong, chạy lần thứ hai thì nó sẽ là nút đăng nhập. Nó không còn nút đăng ký, sẽ là nút đăng nhập. Rồi, thì bây giờ mình thiết kế giao diện cái đã. Đây là chúng ta tạo ra layout, new layout resource file. Layout đăng nhập. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải chuẩn bị cái hình, đúng không? Hình thì mình cũng đã chuẩn bị cho các bạn rồi ha. Rồi chờ tí để mình mở cái hình lên và chúng ta chỉ cần copy vào folder browsable thôi. Rồi chúng ta lấy tấm hình để mình nhớ bộ OF. Rồi tấm hình đâu nhỉ? Đây ha, tấm hình .png, đúng rồi. Copy vào. Thì mình sẽ cung cấp hình ảnh cho các bạn ha. Rồi ok. Chúng ta đầu tiên mình lúc nãy nói gì? Chúng ta sẽ sử dụng radio layout. Nói là sửa ngay ha. Rồi cái nền chúng ta là đây, màu xanh lá cây, đúng không? Nó màu xanh lá cây. Rồi màu xanh lá cây. Chúng ta có màu xanh lá cây chưa nhỉ? Có rồi đúng không? Rim button nè, nó giống như cái màu rim button đó ha. Màu xanh lá cây, Android background. Color rim button. Nhưng màu nó hơi khác đúng không các bạn? Màu nó hơi khác, vậy mình định cái một cái màu màu xanh lá cây mới đi ha. Color name background. Background gì nhỉ? Background đăng nhập. Background đăng nhập. Lấy màu màu mới đi. Ok. Rồi xong, chúng ta sẽ thấy cái mã màu mới này vào trong cái thằng layout nó. Thằng đăng ký chúng ta xong rồi chúng ta tắt ha. Xong rồi tắt đi. Là background đăng nhập. Không thể giải quyết vấn đề này. Ok đó. Ây da, hơi lắc nha. Xóa bớt ha, nào không cần chúng ta xóa bớt đi để tránh nó lắc. Thằng này xong rồi xóa luôn đi. Lắc quá. Lắc quá thì các bạn khó coi. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ có gì đây? Có phải là chúng ta có một cái tấm hình, một cái chữ đăng nhập và hai này. Bây giờ mình tấm hình và chữ đăng nhập mình chưa quan tâm ha, mình làm cái phần là tên đăng nhập mật khẩu và nút đăng ký và đồng ý trước ha. Lý là mình có linear layout đúng không? Wrap content, wrap content. Thực ra chiều rộng đó là map parent á. Map parent. Rồi hướng của mình là gì đây các bạn? Hướng thì của mình sẽ là orientation là vertical ha, orientation. Vertical. Rồi dĩ nhiên là mình phải đặt cái ID cho này rồi đúng không? Tại vì sao? Nguyên lý là chúng ta đang chạy radio layout mà radio layout phải có ID thôi. LN không đăng ký. Lộn, đăng nhập nha, đăng nhập. Rồi ok, chúng ta có là edit test. Map parent dĩ nhiên, wrap content. Nội dung đây các bạn là tên đăng nhập đúng không? Test bằng a cộng chin, tên đăng nhập chúng ta có rồi á. A cộng chin nè, phải tên đó, tên đăng nhập. Hin nha, hin. Đó, hin ha. Rồi, chúng ta sẽ định thuộc tính gì nữa đây? Tên đăng nhập. Cho này ra giữa trước cái đã ha, cho nó giống cái đã. Center horizontal true, center vertical true. Đó. Còn các bạn là center vertical nè, true cũng được.
Bỏ thì bỏ con này. À, nếu center impedance các bạn có rồi, các bạn bỏ con này. Còn nếu không có, các bạn định hai cái luôn cũng được để phòng hờ cái việc mà chúng ta chạy đa thiết bị á. Rồi, chúng ta có đúng không? Canh bedding cho nó cái đã. Android.bedding. Size 10. Ngon rồi đó, margin ha, Android 2.margin. Margin led của mình sẽ là cho là 10. Mình không định margin chung ha, mình định thẳng left guide. Left right, left và right, left right. Margin right. 10. Đúng nào? Rồi. Tiếp tục là mình làm Android margin bottom. Cho là 10 luôn. Rồi chưa? Rồi, ok, mình sẽ tiếp thằng tiếp theo. À, còn nữa nha. Còn cái background đúng không? Background màu trắng mà ha. Android background. Color white. Màu trắng. Đúng nha các bạn. Rồi, chữ chúng ta là màu gì? À, chữ chúng ta là màu ray. Nó giống như bên kia các bạn. Nhớ không? Giống như bên kia là testing color. Testing color nè. À, test color hint nè. Rồi, chúng ta là màu gì? Màu ray đúng không? Color ray. Chúng ta đã định hết rồi, bên kia chúng ta định rồi đúng không? Rồi cái hình là hình con người là chúng ta đã biết rồi đúng không? Drawable các bạn. Drawable rep. Hình con người chúng ta đã có rồi nè, là user nè. Đúng chưa? User. Đó, rồi chúng ta cần bedding đó, Android 2.bedding. Thì các bạn thấy là ở bài trước đúng không? Chúng ta chỉ cần thiết kế được layout đăng ký là chúng ta thiết kế được layout đăng nhập ha, chúng ta đã nhớ tất cả các tính rồi. Các tính cũng chả cái gì là ghê gớm cả. Android bedding. À, ra vào bedding chứ nhỉ. Ra vào bedding mình lộn ha. Ra vào bedding. Đó, thấy không? Giống chưa các bạn? Giống giống liền ha. Rồi copy liền. Giống liền là copy liền để tránh cái việc mà chúng ta gõ lại ha, đuối lắm. À, cái nào copy được copy thôi, còn nào không copy được thì cứ từ từ ha, chúng ta gõ. Password. Rồi, cái tính đi trang đúng không? Thì này đổi là mật khẩu. Đây là mật khẩu phải. Đúng không ta? Không nhớ nội quy trình rồi. Chúng ta có mật khẩu à, nhập mật khẩu. Trời ơi, đặt tên bựa nha, nhập mật khẩu. Rồi. Ok ha. Rồi, như chúng ta cho người dùng nhập trên một dòng nó Android hay chấm single line true. Thằng này cũng vậy ha, Android single line là true. Để cho người dùng nhập trên một dòng thôi chứ nó không bị xuống dòng. Rồi, hai cái button đúng không? Lúc nãy mình nói hai cái button. Button chúng ta là nằm từ trên xuống dưới luôn. Đúng không? Đúng rồi, button nằm trên dưới. Map parent wrap content 2 chấm Android test đúng không? A cộng chain là đồng ý. Tại vì có một cái là đăng nhập mà, đồng ý, kìa có một cái là đăng ký đúng không? Android 2 chấm chưa nhỉ? Chưa chưa chưa. Định bedding cái đã, Android bedding. Mình sẽ cho là size 10. À, bedding là size 10. Rồi, ok. Sau đó tiếp theo là mở hàng button thứ hai. Tại vì chúng ta hai button rồi chúng ta ẩn hiện ha. Map parent wrap content. Thì một chút nữa mình sẽ chỉnh sửa lại. Bây giờ cứ khai báo trước đã ha, test là account chain duyệt đăng ký. Đó, chúng ta có chữ đăng ký rồi đó. Đúng không? Rồi, chúng ta định màu. Ha, chúng ta định màu cho thằng này. À, chúng ta định màu thằng đó là nếu chúng ta có màu đỏ đúng không? Chúng ta định cho nó màu đỏ đây. Color. Color red ha, màu đỏ. Mã màu nó sẽ là như là E404 E404404 thì phải. Đúng rồi. Màu đỏ. À, thì các bạn muốn biết màu nào á, các bạn có thể là vào Photoshop ha, các bạn chích mã màu ra các bạn lấy nha. Còn cái này là vì mình đã từng làm trước rồi ha các bạn, cho nên mình nhớ mã màu thôi, chứ mình cũng chả phải là thực toán ghê gớm gì đâu ha. Mình cũng như mấy bạn rồi đó. Red. Rồi, thằng button là primary, background primary. Color. A cộng color nè. Primary nè. Đó. Rồi, chúng ta canh gì? Padding margin ha cho nó đẹp một tí nha. Android chấm margin. Size 10. Được chưa? Rồi, thằng dưới cũng vậy. Android mặc gin size 10. Đây thằng này, Android mặc gin size 10. Vậy các bạn thấy là nếu mình định như vậy nó cách ra hơi sâu đúng không? Bởi vì đó lý do tại sao mình khai báo từng hữu tính đó các bạn ha. Thì nếu như thằng này không cần mặc gin top nên cho mình chỉ cần là left và right thôi. À, left và right trên có nè.
copy đi, khỏi mất công gõ. Đó, ha, đó mình muốn vậy đó. Đúng không? Rồi, đẹp chưa? Thằng này nó có gì? Nó cái đúng không? Bây giờ lần này mình cần left right và bottom thôi. Đúng các bạn, mình đâu có cần cái thuộc tính kia đâu, tại vì thằng edit test nó có rồi. Android 2.layout margin bottom 10. Rồi, ha, ngon lành cành đào. Thằng này là thiếu padding đúng không? Thằng dưới thiếu padding, cho nó padding luôn. 10, size 10. Rồi, ok, chúng ta đã có rồi. Bây giờ chúng ta làm ở đây, đặt tên luôn đi ha, đặt tên cho nó. Đặt ID luôn đi. BTN. Đăng ký đăng nhập ha, đăng ký DN. Đó, để biết là button ấy đó, Android 2.ID. BTN đồng ý đăng nhập. Được chưa? Đồng ý đăng nhập. Rồi, thằng ở trên là ED mật khẩu đăng nhập ha, ED mật khẩu đăng nhập. Android 2.ID. ED mật khẩu đăng nhập. Rồi, thằng trên đây Android 2.ID. ED mật tên đăng nhập. Đăng nhập. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta hai cái hình đây, hai cái hình. Đúng không? Đầu tiên là test view. Mình sẽ để là wrap content. Size mình sẽ để là size 30 cũng được ha. Test size là size 30 giống như thằng bên kia. Đúng không? Và chữ chúng ta sẽ là chữ đăng nhập Android 2.test là account change. Có chữ đăng nhập chưa? Chưa đúng không? Vậy chúng ta phải khai báo ha. Thì các bạn, có một số bạn là thấy cái môi khi mà mình làm cái làm việc á, tưởng mình làm gì ghê gớm lắm, thật ra là chúng ta cũng làm như vậy thôi ha các bạn. Đăng nhập chỉ có khác một cái là không phải là chúng ta là người code từ đầu tới cuối đâu, mà chúng ta sẽ code theo nhóm á, là mỗi người làm một module á ha. Đăng nhập. Được chưa? Rồi, được rồi đúng không? Bây giờ mình muốn cho nó nằm trên cái thằng Lenny Leo. À, Android 2. Chị các bạn, nằm trên là Apport đúng không? Apport ID L nia khung đăng nhập. Vậy là nằm trên ra giữa Android 2. À, cho nó đậm cái đã ha, style test style đúng không? Test style là phone. Được chưa? Đậm rồi. Bây giờ là chúng ta cho nó ra giữa Android center vertical là chu. À, horizontal chứ nhỉ? Horizontal là chu. Rồi, ra giữa. Rồi, tới tấm hình. Tấm hình image view. À, wrap content, wrap content. Rồi, chúng ta sẽ về đây, Android 2.sột ha, chúng ta đưa tấm hình vào. Rowable. Rồi, tấm hình chúng ta sẽ là logo, logo đăng nhập đúng không? Logo đăng nhập. Quá bự, đúng không các bạn? Vậy chúng ta sẽ gì? À, bóp nhỏ tấm hình lại. À, chúng ta bóp nhỏ tấm hình bằng cách là chúng ta bóp nhỏ chiều rộng và chiều cao, đúng không? Vậy là mình sẽ khai báo trong demand. Demand size 150 dB. Được chưa? À, 150 dB. Rồi, ok, bây giờ mình quay trở lại cái layout đăng nhập chúng ta đây. A cộng gì các bạn? Demand 150. Được chưa? Đó, mình bóp nhỏ lại, bóp nhỏ lại. Ôi, thiếu chữ demand nha. A cộng demand. Rồi, 150. Được chưa? Rồi, mình cho nó đâu các bạn? Nó nằm ở trên thằng trên nào? À, nằm ở trên thằng khung đăng nhập, đúng không? Nằm trên khung đăng nhập. Rồi chưa? Rồi, bây giờ mình muốn nó xịt xuống một tí đúng không? Mình muốn nằm bên trái. À, mình muốn nằm bên trái. À, bên đây là bên phải các bạn, mình muốn nằm bên phải, vậy là Android layer Android nằm bên phải của thằng gì đây? Thằng không đăng nhập đúng không? Nằm bên phải bằng cách là align. Để mình nhớ xem. Như là align đúng không? Android 2.right đi, chúng ta gọi right. Nó sẽ có gì đây? To right up. À, nằm bên phải của nào đó, đúng chưa nào? ID LN không đăng nhập. Mất tiêu. Mất tiêu. Đúng các bạn.
Đơn giản thôi, bỏ nó. Được không? Không được đúng không? À, chúng ta sẽ không phải là to write up ha, mà sẽ là align write. LN không đăng nhập. Đó, được chưa? Rồi, mình muốn nó sạch xuống thì mình sẽ canh top thôi. Android margin top. Margin top. Mình sẽ canh thử 80 dB đi. Sao kỳ nhỉ? Kỳ nhỉ? Đúng không? Thì bỏ bỏ con này. Được ngay, đúng chưa nào? Mình không cần cho nó nằm trên. À, dày cũng được. Đó, để cho canh top 80 dB, nằm bên phải và canh top 80 dB. Rồi. À, còn gì nữa nhỉ? Còn gì nữa không? À, còn cái chữ đúng không? Chữ mình sẽ thử là cho nó canh top là 70 dB. Canh canh xuống một tí thôi. 70 dB. Rồi chúng ta khai báo bên demand ha. Demand. Size 70 dB. 70 dB và 80 dB đúng không? Chúng ta có 70 và 80. Rồi, chúng ta sẽ quay vào đây. Gọi tới demand đúng các bạn, a cộng demand 70 và a cộng demand 80. Rồi, được chưa? Được rồi đúng không? Nếu bây giờ mình chạy lên ha, bây giờ mình nói nếu bây giờ mình chạy lên thì nút đăng ký nó hiển thị ra đúng không? Và gì? Nút đồng ý nó hiển thị ra. Đúng chưa các bạn? Thì bây giờ mình muốn ẩn cái nút đăng ký này trước thì bây giờ mình sẽ vào code mình xử lý, được chưa? À, mình sẽ vào code mình xử lý. Vậy là mình mở. À, mình mới có không đăng nhập thôi. Vậy là mình tạo layout vậy. À, đăng nhập activity new lab đúng không? Đăng nhập activity. Ok. Attend gì đây các bạn? App comeback activity. Rồi, kế thừa phương thức on create, phương thức khởi tạo của nó ha. Các bạn lưu ý là phương thức khởi tạo của app comeback thì nó chỉ có một cái biến là duy nhất là bình đồ thôi nha, chứ nó không có gì khác nữa. Ha. Set content view. R set content view r.layout .layout đăng nhập đúng chưa nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm tìm hai cái button ha, chúng ta xử lý button trước. Button btn đồng ý đăng nhập và btn thoát đăng ký đúng không, đăng ký đăng nhập, đăng ký đăng nhập. Rồi chúng ta sẽ có hai cái test, edit test ed tên đăng nhập DN và ED mật khẩu DN mật khẩu đăng nhập đúng như nào, còn gì nữa không? Hết rồi đúng không? Hết rồi, chúng ta đâu xử lý như thế đâu. Rồi bây giờ mình sẽ tìm nó bên giao diện, tìm bên giao diện BTN đồng ý đăng nhập bằng đăng ký đăng nhập đúng không, bằng file view ID r.id.btn đăng ký đăng nhập. Rồi chúng ta tương tự ha, tương tự vậy các bạn tìm cho mấy anh kia ha, đồng ý đăng nhập bằng file view ID r.id.btn đồng ý đăng nhập. Rồi cuối cùng là hai thằng edit test bằng file view ID r.id.ed mật khẩu đăng nhập. Rồi tên đăng nhập bằng file view ID. Thì các bạn thấy là lỗi kệ nó đi, chứ chút nữa chúng ta ép kiểu sao ha. ED tên đăng nhập, tên đăng nhập, đăng nhập. Rồi ok, ép kiểu. Đó, kệ nó báo lỗi kệ nó, ép kiểu sao. Quyển này chúng ta biết biết thừa rồi. Đúng không? Rồi, mặc định là mình cho thằng đăng ký ẩn ha, BTN đăng ký. Ẩn đây, mình thử làm mà thử cho nó ẩn trước ha, rồi sau này chúng ta sẽ kiểm tra xem là nếu như cơ sở dữ liệu chúng ta có nhân viên thì chúng ta mới gì? À mới mới ẩn. Đúng không? Có nhân viên chúng ta mới ẩn, còn không có chúng ta hiện đăng ký ha. Vậy là mình thử cho nó ẩn trước là set invisible. À, btn đăng ký nè chấm set visibility ha các bạn, đây cái này à, bằng view chấm gone. Các bạn lưu ý là chúng ta chọn gone ha, chọn gone thì nó sẽ mất luôn, còn nếu các bạn chọn visible á, mình lưu các bạn lưu ý là các bạn chọn visible, mình sẽ nói giữa sự khác nhau giữa gone và visible. Mình quay trở lại layout, layout layout là đây layout. Nếu như các bạn visible, mình ví dụ như trường hợp nếu có tin đồng ý đi, nếu các bạn chọn visible thì cái khoảng nói chung là cái gì nhỉ,
cái khoảng không gian của thằng ấy á, nó chiếm ở đây nè, nó sẽ không mất đi. À, có nghĩa là thằng đăng ký á, khi mà thằng đồng ý nó ẩn đi á, thì thằng đăng ký nó không tự nhảy lên thế chỗ thằng thằng đồng ý. Nếu như các bạn để visible, nếu như các bạn để gone thì thằng đồng cái nguyên cái khoảng không gian của thằng đồng ý này nó sẽ mất đi và thằng đăng ký nó tự động nó chạy lên. Ha, visible thì gì? Nó còn khoảng không gian của thằng đồng ý, các bạn lưu ý là mặc dù nó ẩn đi nhưng nó còn khoảng không gian. Còn gone thì nó sẽ mất đi ha, nó sẽ xóa luôn khoảng không gian đó, được chưa? Rồi, chúng ta quay trở lại view trong gone. Rồi, chạy lên thử nha. À, chạy lên thử thì chúng ta giữ các bạn chúng ta mới đăng ký, chúng ta mới tạo activity đúng không? Vậy là khai khai báo cho Android Manifest. À, khai báo cho Android Manifest. Đăng nhập activity. Rồi, những như là đăng nhập là phải gì bạn? Giao diện chính chứ phải đăng ký giao diện chính đúng không? Rồi, đem thằng này lên. Chạy lại chương trình. Rồi, ok. Rồi các bạn thấy gì các bạn? À, chúng ta đã về đây, thành công rồi đúng không? Đó. À, quá được đi chứ, đúng không? Đây, có phải là nút nút gì? Nút đăng ký nó mất rồi đi rồi không? À, chúng ta được về đây. Đồng ý. Đúng chưa nào? Rồi các bạn muốn cho chữ đồng ý nên đậm minh nhạc gì đó thì các bạn có thể cho thêm thôi ha. Còn mật khẩu là gì đây? À, cái này chúng ta chưa chỉnh nè. Chỉnh đi ha, để luôn qua bài sau khỏi mất công quay lại chỉnh thì hơi kỳ. Rồi, Android test gì đây các bạn? Test color đúng không? Color Ray. Thằng dưới cũng vậy. Gray và này như là kiểu bắt buộc đúng không? Là Android bắt buộc. Chu. Ha, chu là xong. Rồi, mình cho hai nút button đồng ý và đăng ký nó là in đậm luôn thì mình cho là gì đây? Android test tay là phone đúng không? Rồi, thằng dưới cũng vậy. In đậm, xong, chạy lên. À, chúng ta test test nữa, nếu mà này ok là chúng ta đã xong cái phần này rồi ha các bạn, rất là nhanh đúng không? Về thiết kế layout nhiên phải dễ rồi, chúng ta chỉ cần biết được là chúng ta áp dụng cái loại layout nào thôi thì chúng ta làm rất là nhanh. Ta đăng nhập la mật khẩu, được chưa? Vậy là được rồi đúng không các bạn? Thì như vậy ngày hôm nay mình đã dẫn cho bạn xong cái phần đăng nhập rồi ha. Thì cái đăng nhập này á, các bạn thắc mắc là tại sao không có toolbar thì đơn giản thôi, tại vì mình không muốn có toolbar ha các bạn, mình không muốn có toolbar nên sẽ không có toolbar đâu. Rồi, thì vậy là ngày hôm nay chúng ta đã xong cái phần layout đăng nhập rồi. Thì với bài sau chúng ta sẽ tiến hành với bạn kiểm tra xem đăng nhập thành công hay thất bại ha, và chúng ta sẽ xử lý cái phần logic mà hiển thị nút đồng ý và nút đăng ký này cho người dùng. Xin chào và hẹn gặp lại.